Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải trên iPhone app Coin98 này. Ok, bạn nhấn theo link tải mình đã để ở bài viết. Các bạn nhấn vào VinApp Store này là chính là cái step 1 này. Các bạn nhấn mở ứng dụng. Các bạn nhấn tải về nhé. Mở đi, cho phép tiếp tục đi. Ok, bây giờ sẽ ra lại cái phần lúc nãy là mình mới tải xong cái step 1 đúng không? Giờ mình vào mình tải cái app Coin98 này với sát tép ứng dụng, rồi chúng ta cài đặt. Mở chọn ngôn ngữ, các bạn nhập số điện thoại của các bạn rồi bỏ số 0 đi. Và nhập mã giới thiệu. Là cái mã giới thiệu là người giới thiệu cho bạn. Rồi các bạn nhấn tiếp tục. Cái này lúc nãy mình đã đăng ký rồi nên giờ nó lại bắt mình đăng nhập vì mình đã đăng ký. Khi các bạn nhấn tiếp tục xong thì nó sẽ có một cuộc gọi về số điện thoại của các bạn. Cái chỗ này là sẽ có cái nhập mã code con dê, thì các bạn nghe điện xong nhập mã bốn cái mã code con dê đó vào thì sẽ vào ví. Giờ thì mình sẽ đăng nhập rồi tại vì lúc nãy mình đã đăng ký rồi. Khi các bạn vào được rồi thì các bạn hãy tạo ví, nhấn vào cái hình chữ ví ở phía dưới, nhấn tạo ví mới này. Rồi nhấn chữ khởi tạo. Ok. Khi ra chỗ này thì các bạn tốt nhất là sao chép lại các cái path và cái cây này lại để khi mình mà mất tí mình có thể khôi phục lại được. Hoặc là chụp ảnh màn hình lại luôn này. Đó. Nếu là sao chép các thứ bát và cây lại rồi nhấn xong. Khi nhấn xong rồi các bạn có cái ví về này. Giờ coin của các bạn vẫn chưa về đâu tại vì mới gì xong nó sẽ có lệnh gửi sau nó mới về ví. Các bạn đừng tạo ví mới nữa nha, vì ví mình đã được tạo rồi. Tạo ví mới thì cái tiền trước của mình nó sẽ vào cái ví cũ. Nếu muốn lấy lại thì các bạn lại phải nhấn khôi phục ví và nhấn cái mã cây đó lại thì mình mới vào lại cái ví cũ mới lấy được cái đồng đó. Rồi sau khi mình đã tạo được ví thành công thì mình sẽ có được 5 đồng coin này. Vẫn chưa về đâu. Để kiếm thêm coin thì các bạn nhấn vào chữ kiếm thưởng. Kiếm thưởng đây là nó sẽ có đi tuyển Z. Một Z thì sẽ được 5 đồng coin. Đó.
5 lồng coin thì các bạn có cái mã Z ở trên này, thì người khác sẽ nhập cái mã Z của bạn là bạn sẽ được 5 đồng coin. Ở đây nó còn có các cái chương trình để nhận cái xăm mình này, chắc là chưa được, chưa có ra mắt này. Số cũng chưa này. Cái này góp ý tưởng là chương trình sẽ tặng coin cho các bạn. Chương trình hợp tác này vào Telegram này. Ở đây sẽ có cái chỗ đăng nhập hàng ngày, ngày hôm sau các bạn vào là sẽ có cái chỗ đăng nhập hàng ngày. Rồi các bạn đăng nhập vào là sẽ nhận được thêm coin. Khi các bạn có coin rồi thì các bạn có thể mua sắm ở cái chỗ cửa hàng của nó này. Đó. Rất nhiều đồ để mua. Điều đặc biệt là có thể mua được cạc luôn này. Chỉ cần 22 coin là có thể đổi được một cái cạc 50k. Khi bạn điểm danh 7 ngày thì sẽ được thêm 2 đồng coin, 28 đồng coin nữa. Mà 22 đồng coin mình đã mua được một cái cạc 50k rồi. À, lúc nãy thì Tạ Vĩ được thêm 5 đồng coin nữa. Và mỗi lần mình đi tuyển Z là được 5 đồng coin. Thì ra nếu mà các bạn tuyển được nhiều thì cũng sẽ được nhiều tiền phết đấy. Nếu các bạn có nhiều đồng coin thì các bạn có thể bán ở trên các nhóm, à, bán trên nhóm của coi tin đăng trên Facebook, người ta đang mua bằng giá trị Việt Nam đồng trực tiếp luôn. Thấy người ta đang mua là 1.800 đồng một coi. Có thắc mắc gì các bạn inbox lại mình hoặc nhắn tin Zalo của mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé.